tình chung ta tha. Tuy Nhi. Dạ. Em nói nghe kìa, người làm sao mà không biết gì như ai quên đẹp trai lưỡng đi như sơn nguyệt cho đầu. Dạ. Không cần nàng em. Ủa, nếu đẹp tôi có quyền khen sao? Không được khen. Tôi cho. Tôi cho. Đồng kỳ ơi, đồng kỳ. Đã biểu. Cái gì vậy đồng kỳ? Lắm không? Ta nói là kiếm đường khó trở về nơi đường quốc. Đi ngang cái đường này có lộn không? Lộn đường. Lộn rồi hả? Tự nhiên đi ngang gặp mấy nọ này nó chê quá. Hả? Chê quá. Trời ơi. Bà con gái gì người làm sao mà sáng đến vậy như mai quen thân suốt con lượng đi như sơn nguyệt giao đầu dạ qua như ngọc dưới tủy châu bộ trường tủy cao qua đầu điểm tuyết hết này người kia nè người kia nói gì nói đi người kia có ta cái gì vậy nói đưa bên kia nói cái gì mà chạy qua đây là rồi à chắc tôi ghê thiệt quá à nghe cha ở đâu sông lớn còn dục chó con cương cứ nhìn vàng lấp lấp quay nhi cùng với anh Hà cứ Hà sớm nè cô biết tên thằng của ta để làm gì nè đó. Biết tên để tôi biết đường mà tôi đánh không biết tên rồi biết đường đánh hả phải nếu mà tướng thì tốt cho danh bất chiến tướng thiệu tốt cho danh thì bất chiến phải cô biết tên họ của ta hãy kỳ cương ngựa cho thật chắc ta mà nói tên họ đó là nhà ngươi á té xuống nha súng ra gãy ra cái hạt nửa lăng đó nha, đừng chắc là cho chưa? Sao gì mà nghe vậy? Bộ chàng tên là ông kẻ hả? Đó là làm quá đi những gì? Được, hỏi đại cho anh họ, nghe tao nói nè. Như tâm tiền giao chiến của ô lại hát, ngủ xa cơ ta mới là tới chốt này. Muốn biết tên thì hãy nghe tấm bài. Ta họ tiếp, thuận lưu, dân tộc. Thế ông luôn hả? Phải không? Cái gì? Khi thấy ai trong lòng em muốn đơn tình yêu có câu đa dạng nghiêng thương cùng nhau bước ngày mai tốt như quà chi em cùng ai có duyên vợ tôi đánh khác, còn không có vợ tôi đánh khác đó. Nếu như mà chàng có vợ rồi tôi đánh
sao? Trời ơi, chị lén hả? Coi chừng cả cậu, trời ơi. Úp giờ rồi đánh thật mạnh hả? Nếu như mà chữa mà giờ sao? Đánh. Đánh sao? Trời ơi, chết con rồi tổng kỳ ơi. Bữa nay là con nè, người hóa lắm rồi nghe chưa? Được rồi, muốn biết vợ con ta hả? Sao? Có vợ cũng mạnh phải không? Đúng. Quýnh cho chết luôn. Nè, nghe ta nói đi. Nơi đường quốc ta mời vợ 20 đứa con. Đúng. Mỗi bà sinh ra 2 đứa. Sao được không? Hả? Cái gì? Mời vợ 20 đứa con vậy? Tự nhiên dạ. Người ta vợ nhiều quá, mình đi về em ơi. Dạ quan cô à, sợ rồi, đi về rồi. Đi về rồi đóng đi. Bây giờ mình đi, con về đi. Cô nè, hồi xưa người ta có câu á, cái nhà có 5-3 cái cửa, có vợ rồi, có nửa hỏng có sao, hỏng có cửa trước, cửa sau. Cô xin làm cái cửa cổ đi. Cảm ơn anh nha. Công tử ơi. Trời, thôi cái gì? Cái gì? Để cậu ta vô trống tiếp. Cô, bây giờ ta thấy cậu ta công nhận luôn á, một người thì đẹp như là tiên giá trần, còn một người như là quỷ giả xoa như là. Cô ơi, cô xin làm út chứ cô, làm út được thương gì? Công tử, ông bà sư không nói như vậy nha. Nói gì thế nào? Cái nhà thì có 5-3 cái cửa, nhau có vợ rồi có nửa hồng với nhau. Nhà có cửa trước cửa sau, còn em nhỏ, kem nhỏ cửa sổ. Chết rồi cậu ơi, cái cửa sổ là chết rồi. Cái gì cửa sổ đây trời? Ở đâu ra cửa sổ vậy? Tao không xài cửa sổ. Hả? Nè, nhà ngươi bích cửa rồi, tao không xài cửa sổ. Bây giờ tao nói thiệt đi, chứ cái thằng chàng nói 10 vợ tôi chết liền á. Ta gì không 10 vợ tôi hả? Ta nói lại ta 15 vợ 30 gì vậy? Nói đại đi cậu ơi, nói đại đi trời sợ. Không có chỉ vậy nha. Ta chỉ mặt ta, nhà ngươi tóc vậy đó, ta sợ lắm hay chưa? Cậu nói đại đi. Được rồi. Nói thiệt á. Nói cho sợ nè. Như đây, tập cơ nghiệp chỉ thành hôn phối. Sang quyết điểm bóng mỹ nhân Châu Trần thành thượng thảo đầu sơn một sương duyên là tùy tâm chí cổ ta chưa có vợ đó hả chưa vợ hả cái gì hả? Thì con tàu lương cho ánh mắt coi anh tiếp này chưa có vợ kệ ta tiếp này cũng chồng có chưa chồng có chưa là cái gì anh chủ có chồng em cũng vậy tự nhiên có cô nha trời ơi chữa chồng cũng còn quay không quảng cáo nữa ai thèm có lẽ tơ hồng cho gặp mặt nha Oh,
Trời ơi, nó có tụng người ta một cái lòi mèo á. Nó chưa khả nói nhưng nó chơi theo dòng lửa. Nó đâu quý chim, nhưng chim tự đến trường đầu. Một chữ không tao ngủ với anh Hồ, nhỏ nào hồ hững vậy? Xin ạ. Không dữ cái gì mà sát hoài vậy? Không dữ quá à. Kệ ta. Anh kêu đẹp trai đi. Ồ kệ ta. Cái gì kỳ vậy? Cậu tôi đẹp trai cậu. Hay cậu tôi. Chị lá rào. Hay quá ngồi tao nói gì quá. Tôi. Nào bây giờ tao nói tao cho đi không? Không. Ai biết cậu đẹp trai gì? Tao đi vậy nha. Không như tao mắng em chịu đó. Mắng hả? Mày. Dạ. Chửi đại rồi. Ê bà ơi, bà con cô bác ơi, chồng gì đâu mà mắng vợ giữa đường giữa sáng cho con được chồng à. Bà con cô bác ơi, chồng chửi vợ bà con. Mày gan quá. Bởi vậy cậu ra giận la làng la sớm ta là chồng quá. Cậu gan quá. Gan lắm quá. Chứ còn xấu là cũng đi nè, giờ đi hả? Không, giờ đi nữa. Đi đâu? Quá lắm rồi. Giờ mắng ha nha công ty. Cậu mệt lắm rồi. Cậu cũng đuối lắm rồi. Dù sao con tử chửi chửi nhẹ nhẹ thôi cậu. Chửi nhẹ à? À được. Nghe tao chửi nhẹ đây. Chửi nhẹ đừng có sợ chứ. Nha. Chửi đi. Con nghe cái chết liền. Cô ơi. Cậu đó nghe cô đẹp á. Càng thấy chết đẹp hả? Cái chuyện này cũng biết hết trơn á. Trời gan quá. Tự tin quá. Hả? Người tự tin lắm rồi đó. Chửi hết chưa? Tao chửi rồi đó. Chửi sợ chưa? Không nghe được xíu xíu nào luôn á. Cậu ơi. Chứ kì vậy? Con khổ nghe mà đừng nói ai nghe. Cậu kêu tao chửi nhẹ. Chửi nhẹ nhẹ mà cậu chửi. Nói chuyện đàng hoàng chứ cậu nói gì gì như người cầm thì sao mà người ta nghe. Đừng tìm gì nữa nói chứ. Bây giờ tao ra đây. Nó dê quá rồi. Tao quýu rồi. Tao không biết nói gì hết. Hả? Cậu cũng quýu rồi cậu. Đó bây giờ tao bị dê tao quýu. Nè. Cậu đừng nhát gan. Bữa này nữ ta chửi nữ ta bả mặt đơ vậy nè cái cô nè chửi cô nữ 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 ta kia cô đừng có lo người ta chửi cô nữ ta à. Bây giờ mình nói lại nó nói là sao nói gì biết gì đâu nói thôi dễ gì biết đâu nói gì chơi cái vỏ khác, không có chơi cái vỏ vậy nha chưa? Nha. Đi cái vỏ đó nha chưa? Cái gì nam tặc ở đây? Ngươi là nữ tặc. Chàng mới là nam tặc. Ngươi là nữ tặc. Nam tặc. Nữ tặc. Nữ tặc. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Trời ơi. Đóng kì bây giờ sao đóng kì bây giờ nó dữ quá rồi. Bây giờ nó đấm nó không đấm mà cứ nó quay nhạc nó đấm nó hoài. Cái mặt người ta giống như là cái bánh bao sao nặng quay vậy? Nào nó còn chửi đi. Hả? Bây giờ chửi hả? Dạ. Giờ tao quên chửi luôn rồi. À, bây giờ chửi cái gì nữa đây? Trời ơi, bà cô bác ơi, chửi cái gì nữa đây? À, nhớ rồi. Ta chửi nho. Ta chửi nho đừng có trách ta chưa. Một cái á, xuống cái hàm răng ra chưa? Chửi đi. Ta me cái hàm răng rồi. Chồng ơi, chồng chửi đi, vợ nghe nè. Trời ơi, trời ơi, chồng mà chửi vợ nghe là khó chịu lắm đó cậu ơi. Trời ơi, gan quá. Người ta gan quá. Nghe nè. Sao? Hạt đồ sánh với gà đồng kia một lỗ đó. Cọp đâu kì chích thỏ nọ một chục lấy thước đo đời nào kiếm tròn vuông ấy cốc à đó bởi vì nhà cốc là có mấy cái hộp này không giống như mấy con cốc này không cốc đó cốc miệng bơm mà đồ chạy đua hơn nữa xuống con đâu xuống trời ơi con cốc mà nó bị bơm nữa là biết rồi đó hai đứa luôn đó cô cốc lửa trời đất ơi tiến sĩ mà lòng không sao xuyến không nghe qua như tiếng nhạc trong hồn mình ơi chửi đỡ đi mình ơi tông kỳ chửi gì mà tiếng gì tiến sĩ như mã gì đó với cậu giờ con sao xuyến gì đó trả lời với cậu thôi bây giờ chửi to như đó nó không chịu bây giờ cậu còn có cách nào con chửi không bây giờ cậu chửi nó không bây giờ dám nói tao mất hả? Quên dám nói tao mất hả? Chửi gì nữa tao không kì chỉ còn chửi tao kì cậu bí văn rồi con giờ hết tiếng luôn rồi nè bây giờ thôi nè tôi nói cho chàng nghe nãy giờ tôi lấy lời không cả con cha nó dục mỏ nhiều câu tôi nhường nhịn đủ rồi biết tôi là ai không cốc miệng mớm ha khỏi
phải hỏi, khỏi cần quảng cáo, ta nhìn ta biết. Ha. Ha. Cái gì? Anh ta lỡ lời hết cái gì? Hơi quýu đây nè, đánh nhanh nhà ngươi nãy giờ ta chưa có đáp. Hiếp nhẹ nhàng lắm kìa. Được rồi, quýnh kiểu gì quýnh kiểu đó. Ơi bỏ lên cô ơi. Bên đây thắng rồi, bên kia tổng thắng, bên đây thất bại. Chưa bao giờ đã sẽ trường cậu nó nào bạo lực như vậy. Công nhận cậu quýnh hay quá. Không mừng né mà nó còn đè. Bên kia người ta toàn thắng, bên cậu với con là thất bại. Nè thấy cái gì chưa? Thấy rồi. Cái gì? Cái nụ hôn. Trời ơi bạo lực. Ê đánh. Bao nhiêu tuổi mà sao bạo lực gì? Đánh nữa. Đánh nữa hả? Hay quá cô ơi. Cậu có anh sát rồi. Anh cái mặt luôn rồi. Nè, cậu có ai rồi ơi. Cậu ra ra trường cảnh. Làm cái gì mà đánh cơm đánh võ không đánh. Đánh mày đánh dùng cái mỏ đánh không vậy? Sếp đánh võ đàng hoàng nha. Võ gì kỳ vậy? Chẳng biết võ này hả? Võ gì? Cái mỏ, cái võ này gọi là võ mỏ. Mỏ kêu má. Võ kêu má. Gì mỏ, mỏ kêu má là gì? Kêu má. Mỏ nè, kêu má đó. Kêu má hả? Cô kêu má là má, má nhà. Má nhà nghe. À, má là cậu ơi. Trời ơi má. À, cái võ này bởi vì mà yên vô cái yên vô cái còn hơn là nó tế cả người vậy đó. Không biết ngủ lại đi cậu. Nè, ta ăn chay cho nhẽo nha chưa. Nha, đánh ta đánh võ hay chưa. Không có yêu má là yêu ba gì đây nghe chưa. Nha, bây giờ sao? Cái mỏ mớm sao tôi cái mỏ dọn vậy như vậy. Không có nói tôi mớm đi chứ. Mỏ cái này nhọn mà nhà chu ra tới nhà ta luôn đó. Trời ơi, tôi không đánh. Không đánh nữa. Mua đánh hoài. Không đánh nữa. Đánh không nữa hả? Đánh tôi về tôi không nữa nha. Không đánh nữa. Bắt đánh hoài vậy? Đánh đâu? Không. Con thấy giờ cái mặt con cậu rồi, không còn chỗ nào không nữa. Ở đây chỗ là không đánh sao thì gì? Tao đánh thì ngươi làm gì được tao? Đánh lại đi tôi. Đè ra không ghét tôi. Cái gì? Trời ơi, đánh hùng mà không đánh không đè không. Trời ơi mô Phật được rồi, không lẽ kỳ này ta đánh đánh cho tan má vốn. Trời ơi đánh cho đất ngôi sao, đánh cho miệng mớm chẳng còn, đánh cho nàng nàng ở giá đánh ơi. Không đi nữa. Đi hoài mệt. Không đi vô. Không đi. Thôi sư mẫu vô đi. Đi vào đây. Hô. Yeah. Đánh đi cậu. Ừ. Ôi sao đánh cậu lắc. Làm vậy. Lắc đi. Đánh đi. Đánh đi. Cậu đánh đi. Người đánh đi. Đánh nhắc vợ. Đánh với ai vợ. Đánh đi kìa.
Rồi cậu làm lý đó chỗ. Sao đánh? Cái gì vậy? Chị đứng lắc được không? Chứ không có đứng bây lắc. Bây giờ có chuyện làm chồng tôi không? Làm chồng cái gì? Làm chồng không làm chồng tôi chết á. Chuyện gì? Nè. Nè, chết nhìn người hơn sống nhục nha. Nè, ta chỉ thua nàng chỉ phép thôi, chứ tài ta không thua chưa? Bắt người ta giết đi chứ để. Cái gì? Chữ nữ xanh kiếm cổ tiền đi. Định sửa đường về dương gian không thể mở. Cậu đi nào biển phép. Đúng. Đi chưa? Biết. Bỏ ngay, ông Nguyễn ơi. Gãy giò à? Ông nội. Ông đúng ông nội con luôn á. Ông Nguyễn mà con tiêm bằng cái gì? Thì bây giờ cậu bị phép hả? Cái giò. Bữa ngay ông Nguyễn cậu mới đi được. Đi bằng cái gì? Thì đi ông Nguyễn. Trời ơi. Nè, có tài có phép, giải phép cho cậu. Được rồi. Cậu đi. Tưởng ai xa lạ. Trời đây ơi. Là sư phụ đây của ta. Mở trên núi mới xuống luôn. Phừng phừng lửa dậy, phừng 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 dầu sôi, đổ cho con dầu hôi, trời đất ơi, đây cho con dầu phộng, đóng đại lý bán dừa dầu dừa, quá phép, này này con quá phép rồi, chứ không có kêu đi bán dầu, sư phụ chấp nhận, phép còn lâu, không chạy, ơi sao, đuổi theo ra, nè, vậy cũng nói mình tài, bây giờ các chuyện bỏ tay để cho gà nè. Nhảy qua rồi, nhảy lại. Chạy này chứ, ta nói rồi, ta chết nhìn còn hơn sống dục mà chưa. Bắt rồi cứ giết, cứ đâm, cứ chém. Đừng có hung nữa thôi. Nè, biết không tử. Đẹp trai quá à. Đẹp ta. Đừng có mơ, chưa? Sao? Muốn vụ à? Nghe tao nói nè. Sao? Vụ tao về hả? Ờ. Ta từ đây tao khôn, tao không thông minh, tao thông minh lắm cái vụ. Thấy chưa? Muốn vụ về hả? Được có không? Nghe tao nói đi. Trên hòa hát nghe đánh đi, muốn đánh trời giết thoải mái. Nếu mà chồng không chịu, sao? Thì tôi, sao? Tôi đi. Cái gì? Tôi đi. Nếu, dạ, ta nói vậy đừng sai chứ cô. Dạ, cô giải phép cho cô, bây giờ không đi được. Không. Ôi, đi đâu? Đi về làm sao? Đi đâu? Đi đi.